khi anh chị tạo cái seller center mà tại sao những cái sản phẩm mà anh chị đã bán hàng liên kết tiếp thị nó lại biến mất tiêu, nó chỉ thấy cái sản phẩm mà anh chị đã đăng trong cửa hàng của anh chị thôi. Thì làm cách nào để mình có lại những vừa là sản phẩm liên kết tiếp thị mà vừa là sản phẩm mình bán cửa hàng của mình nè. Anh chị muốn biết thì anh chị làm theo em hướng dẫn nha. Khi anh chị tạo seller center bằng tài khoản TikTok của anh chị thì cái tên cửa hàng của anh chị nó sẽ đổi giống như cái nick TikTok mà anh chị đang tạo. Giống như em bây giờ là cái kênh này nó giống với cái kênh của cửa hàng luôn đó anh chị. Và khi mình click vào cái giỏ hàng thì mình chỉ thấy được những sản phẩm mà mình đăng trên cửa hàng của mình thôi. Còn những sản phẩm mà em bán liên kết với tất cả những shop khác thì nó bị ẩn rồi. Bây giờ làm sao nè? Có anh chị nào bị vào cái trường hợp này chưa? Nếu có rồi thì xem em hướng dẫn cái cách để mình khắc phục nha. Rồi bây giờ theo em bước qua cái ứng dụng Seller Center nè. Sau khi vào ứng dụng Seller Center như thế này thì anh chị sẽ bước đầu tiên mình vào cài đặt. Rồi mình vào cái tài khoản TikTok được liên kết và mình vào tài khoản chính thức. Thì ở tài khoản chính thức thì anh chị sẽ thấy được giao diện như thế này. Thì anh chị sẽ kéo lên và anh chị sẽ chọn vào hủy và bấm hủy cho em. Rồi bây giờ anh chị sẽ quay trở ra. Anh chị sẽ vào tài khoản tiếp thị, rồi anh chị chọn vào liên kết tài khoản mới. Thì ở vào cái phần này thì anh chị nên copy cái ID của cái nick TikTok mà anh chị đã đăng cái seller. Và anh chị làm theo em nha, để em copy cái ID cái đã. Sau khi em copy ID và em sẽ bắt nó vô nha anh chị ơi. Và mình chọn là gửi lời mời, bấm đã hiểu. Rồi bây giờ mình quay lại cái TikTok của mình nha. Sau đó anh chị sẽ chọn là hộp thư. Và anh chị sẽ thấy yêu cầu mới. Anh chị click vào yêu cầu mới cho em nha. Rồi anh chị sẽ thấy nó giao diện như thế này. Anh chị bấm chấp nhận yêu cầu và liên kết tài khoản cho em. Thế là ok. Nó sẽ mở lại cái giỏ hàng cho anh chị. Và anh chị sẽ xem được những cái mà anh chị đã bán hàng liên kết cũng như là bán hàng liên của chính mình luôn nha anh chị. Ví dụ như bây giờ em thêm một cái dòng sản phẩm liên kết khác. Ví dụ như em sẽ chọn vô sản phẩm Thịnh Hành. Rồi em muốn bán cái dòng sản phẩm Thịnh Hành đứng đầu tiên là cái sản phẩm tẩy tế bào chết. Em sẽ bấm thêm vô. Đấy. Rồi em thêm vô cái sản phẩm đứng thứ hai. Đấy. Rồi bây giờ em quay trở ra cái cửa hàng của em nha. Em đợi nó cập nhật cái đã. Nó chưa có cập nhật xong á anh chị. Sau khi đã cập nhật xong thì đây là sản phẩm khô gà khô bò là của cửa hàng của em. Thì ở dưới đây là sản phẩm liên kết, nó đã hiển thị ra luôn rồi, đấy, thấy chưa? Đấy. Anh chị cứ làm theo em hướng dẫn khi nãy là ok la luôn. Em chúc anh chị luôn luôn thành công trên lĩnh vực nền tảng TikTok này nha. Rồi những anh chị nào mình muốn tham khảo thêm về những cái kiến thức thì anh chị mua cái quyển sách này về. Anh chị mình có thêm những cái kiến thức rất là bổ ích từ cái quyển sách này luôn.